Chúc mừng bạn đã được mời tham gia cuộc thi quốc tịch Canada. Bạn sắp trở thành công dân Canada. Bài thi là cơ hội để bạn chứng minh kiến thức của bạn về Canada cũng như những quyền và trách nhiệm của bạn khi trở thành công dân nước này. Video này chia sẻ với bạn kỳ thi quốc tịch Canada. Bạn cần chuẩn bị gì trước, trong và sau kỳ thi? Trước kỳ thi quốc tịch Canada, bạn sẽ học kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi quốc tịch Canada thông qua cuốn sách hướng dẫn kiến thức Canada. Cuốn sách này cung cấp đầy đủ kiến thức để bạn vượt qua kỳ thi thành công. Bạn có thể xem sách này trực tuyến thông qua đường link của cơ quan di trú và bạn cũng có thể xin nhận bản copy PDF qua email. Sách được đăng dưới dạng email hoặc là file PDF, có thể in ra giấy và cả bản audio. Bạn sẽ nhận được thư mời thi quốc tịch trước kỳ thi 2 tuần. Thư sẽ ghi sẵn thông tin về kỳ thi, địa điểm và lúc nào sẽ diễn ra kỳ thi. Các thông tin liên quan đến hồ sơ mang theo cũng sẽ được ghi trong thư. Bạn cần dành thời gian khoảng 2 tiếng để tham gia bài thi. Bạn nên sắp xếp để có 2 tiếng hoàn toàn chuyên tâm vào bài thi. Nếu bạn có con nhỏ, bạn nên sắp xếp người trông nom các cháu trong suốt bài test. Nếu bạn sẽ làm bài kiểm tra cùng với các thành viên khác trong gia đình, bạn sẽ không được ngồi chung một chỗ khi làm bài thi quốc tịch Canada. Nếu bạn không thể tham gia bài thi vào ngày được ghi trong thư hoặc bạn cần sự trợ giúp về sức khỏe trong thời gian thi, bạn nên liên hệ sớm với cơ quan di trú IRCC tại địa phương để thông báo về điều này. Ví dụ bạn đi xe lăn, cần bản chữ nổi, hoặc là in bài thi cỡ chữ lớn. Nếu vào ngày thi bạn gặp tai nạn trên đường đến thi hay gặp các trường hợp khẩn cấp không thể dự thi được, bạn cần liên hệ với IRCC trong vòng 30 ngày kể từ ngày thi để cung cấp giải trình. Trong ngày thi quốc tịch Canada, trước khi rời nhà đến nơi thi, bạn nên mang đầy đủ các hồ sơ được yêu cầu theo thư mời như sau. Thư mời dự thi, 2 tấm hình thẻ có chữ ký của bạn, các hồ sơ hỗ trợ cho đơn xin quốc tịch Canada của bạn, thẻ thường trú nhân, passport. Đồng thời, bạn nhớ mang theo hồ sơ bản gốc để đối chiếu khi vào phòng thi. Bạn cần đến nơi thi ít nhất 15 phút so với giờ thi chính thức. Khi đến nơi, sẽ có nhiều thí sinh cùng chờ thi giống bạn. Bài thi chỉ chính thức bắt đầu khi tất cả các thí sinh làm xong thủ tục dự thi. Khi tên bạn được kêu lên, hồ sơ của bạn sẽ được kiểm tra cẩn thận lần cuối trước khi vào phòng thi. Làm bài thi bằng bút chì và làm trên giấy trả lời. Trước tiên là lời chào mừng từ ban giám thị. Xin chào mừng bạn đến với kỳ thi quốc tịch Canada. Bạn sẽ có 30 phút làm bài thi. Bài thi được làm bằng ngôn ngữ mà bạn đã đăng ký trong đơn thi quốc tịch bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Bài thi sẽ có 20 câu hỏi, trong 20 câu hỏi này sẽ được chọn trong cuốn hướng dẫn kiến thức Canada. Bạn cần làm đúng ít nhất 15 câu để đạt điểm đậu. Một số câu hỏi là dạng trắc nghiệm với 4 đáp án lựa chọn. Bạn cần chọn một đáp án đúng cho dạng câu hỏi này, khoanh tròn câu trả lời đúng trên tờ giấy trả lời. Một số câu hỏi là dạng đúng hoặc sai, bạn khoanh tròn vào câu trả lời của bạn trên giấy trả lời. Một số câu trả lời có tờ thiết kế khác nhau. Trong trường hợp này, bạn tô đen vào câu trả lời của bạn. Bạn sẽ được trao kết quả bài thi trực tiếp ngay sau khi thi. Sau khi làm bài thi, nhận kết quả ngay lập tức. Nếu như bạn đậu bài thi quốc tịch Canada và đạt được các yêu cầu của chính phủ, chúc mừng bạn. Bạn đã được nhận thư mời tham gia buổi lễ tuyên thệ Canada trong vòng từ 4 tới 6 tuần sau đó. Trong thư sẽ bao gồm các hướng dẫn về buổi tuyên thệ. Nếu như bạn không đậu bài thi quốc tịch Canada trong lần đầu tiên, bạn sẽ được tham gia lại bài thi khác. Thư mời dự thi lần sau sẽ được gửi đến bạn trong vòng từ 4 đến 8 tuần sau đó. Nếu lần 2 bạn vẫn không đậu, bạn sẽ được mời dự phỏng vấn trực tiếp với viên chức di trú. Một điều bạn cần lưu ý, bài thi quốc tịch Canada sẽ chứng minh là bạn hiểu rõ về đất nước Canada như thế nào và cũng như hiểu về quyền và nghĩa vụ của bạn đối với quốc gia này. Đa số thí sinh đậu bài thi ngay trong lòng đầu tiên dự thi. Bạn nên chuẩn bị kiến thức kỹ lưỡng cho bài thi, mang theo đầy đủ hồ sơ được yêu cầu trong ngày thi.
Chúc bạn may mắn và làm bài thi tốt trong kỳ thi quốc tịch Canada của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.